đưa em cái. Làm anh cầm nào được, anh còn ba lô đồ đồ trèo đồ trước các kiểu, đồ ăn đồ uống. Chào tất cả mọi người ạ. Thì bây giờ là anh em bọn con bắt đầu trên đường di chuyển để đi ra chỗ xe và lên chỗ nghỉ trưa thôi mọi người ạ. Ôi, xe nhìn thấy ở bên kia sông à. Thôi ạ, thì chặng đường anh em bọn con đi thật sự là cũng hơi gian nan một chút, xe thì vứt tin tít trên đầu bờ bên kia kìa. Đấy. Còn kia là chiến lợi phẩm của anh em bọn con kìa. Hay chú hay anh đang xách kìa. Giờ mọi người theo chân anh em bọn con nhá. Thì bọn con đang muốn cho mọi người xem. Cũng có nhiều người hỏi là không biết là anh em đi săn như nào, đi săn ở đâu, đường đi lối lại như thế nào. Thì đây, hôm nay là con cũng muốn quay cho mọi người xem là anh em bọn con sẽ đi sang đảo, đi sang rừng mấy bên này. Đấy, thì đây là chặng đường mà anh em bọn con phải đi đây. Thì luôn luôn là phải băng qua một con sông, con suối. Đấy. Thì mình mới có thể sang được cái khu vực mà anh em bọn con đi săn mọi người ạ. Hình như nước cạn cạn bớt rồi sao nhỉ? Hay là lên đấy. Cạn rồi. Cạn rồi. Mình đi đến đường về, đường sang bên chỗ nghỉ ngơi để ăn cơm. Thay quần áo nghỉ ngơi ăn cơm lại hơi vớt đấy. Thật sự là vừa nãy là cũng quần nhiều mọi người ạ. Giờ lại lội tiếp là cũng hơi mệt. Đấy, xe máy của anh em qua bên kia mọi người. Vẫn phải cố. Bây giờ phải bơi chắc tầm khoảng cỡ 30 mét đường sông. Em thấy nào được, không biết bơi đâu. Thì cũng may mọi người ạ. Đoạn này con thì thật sự là con không biết bơi. Nhưng mà ở đây thì nó nước nó sâu thì nó chỉ gọi là đến ngập đến cổ thôi. Là mình vẫn có thể lội qua được. Đó. Đây. Thì trước là anh em bọn con cũng có hay qua mấy cái khu vực này, cũng có đi kích cá đấy mọi người. Kích qua. Ôi, tưởng có chai chai. Ở đây có chai chai đấy. Đang lấy chanh cất. Nếu để ý là có đấy. Khác nhau khả năng ở đây em nghĩ cũng khó thật. Lắm bùn đây mà. Hay sao ấy? Để vác đồ xong mình kêu khả năng là quay lại để tìm. Không, bọn chú vác trước đi, để chóng mò trước đâu. Hình như khó thật. Sao đây? Trời. Sâu à? Sâu à? Ôi, hụt hụt chân. Cẩn thận, có đoạn là sâu ấy. Uống bố nó mấy ngụm nước rồi. Uống no chưa? Uống no nước rồi. Ôi trời. Sang đi, đi bộ để cho. Chúng mò ở đây. Ê ôi, chỗ này sâu thế. Dài lắm. Ây chà. Ui. Ây. Thôi ra, thôi tay. Thôi, ôi trời ơi. Sâu đây. Ui. Cẩn. Sâu thế. Gì ấy? Chạy. Chạy to đấy. Chạy. Có. Anh em ơi, không. Anh sang. Cất đồ đi, bây giờ anh em cất đồ đi, xong quay sang. Lên đi, cho cất đồ xong quay sang. Mày đi. Đây anh. Đi. Bây giờ cứ sang cất đồ đã. Cất đồ đã. Đây còn. Đây tất cả anh em xem. Có chai chai mà. Có chai thật mà. Ây à, sâu đấy. Ở đây hơi sâu. Ui, cái xoạt này. Nó vào đầy nước rồi. Đi em. Ui ôi. Sâu thế. Ui, sâu thế. Chuột. Sâu quá. Sâu lắm anh ạ. Cẩn thận, cái chỗ này chùn đấy. Sâu thế. Ui, chỗ này sâu lắm.
cất bay ra. Ôi trời ơi, tôm. Đấy, con đá. Ai vô? Con đá. Quá. Tôm hết. Ôi trời ơi. Ai. Con đá đấy, nó có nhiều chỗ nó cắn. Tôm. Đập đùi. Ai. Nó mẹ rồi. Nó. Đây đoạn này nông nông anh cầm đi em, anh cầm em sang em mò thì. Ôi trời. À, cho lên đi ra. Ê, anh chảy. Khả năng phải chia ra quay cái bãi này. Mò rộng ra. Như chỗ này hơi sâu đấy. À đây rồi. Hả? Đây rồi. Con rồi. Có hàng rồi. Có không? Nhỏ lắm, trẻ trai nhỏ lắm này. Nhỏ á? Bé lắm. Trẻ trai hay hến? Trẻ trai. Trục. Có trục không? À đây còn nữa. Bé lắm. Ủa như sao bé thế nhỉ? Bé rồi. Trai. Trẻ trai nhưng bé lắm. Trai lắm. Trời. Trẻ trai sâu quá. Trẻ trai mọi người. À chỗ. À đây còn nữa. Ôi nhiều lắm. Ôi trời ơi. Hả? Ôi trời ơi. Trẻ trai. Đấy. Nhưng mà này cũng ăn được rồi. Trẻ trai mà. Túi đâu? Túi. Chú Cảnh ơi. Trên. Lấy đưa cho lúc đâu rồi. Lúc thấy anh Cảnh cầm túi đi mà. Hả? Huy cầm. Đang sau Huy ạ. Đấy lại điểm ạ. À đây. Đang sau Huy ạ. Đâu? Đưa túi cho em. Rồi. Ba con. Túi đâu rồi? Đang sau Huy để anh sang lấy. Sâu quá. Để đấy lấy cho. Sâu quá. Ui. Đưa đây em lấy thôi. Đây. Ba con. À còn nước con đâu, nước. Đâu? Ê thôi. Đá mất. Đây. Ui. Đá mất rồi. Đã được ba con rồi. Nhưng mà trai đưa. Này Phương, túi đây. Túi đây mà. Sâu quá. Túi để cái móc ở đâu. Đây. À đây. Vẫn còn được không? Còn. Rồi. Ui, thế chỗ này chứng tỏ chỗ này nhiều trai rồi. Anh cầm được không? Một tay cầm được không? Được. Anh cầm đây, túi đây. Đưa túi đây. Đưa túi đây. Ủa, anh cầm nha, cẩn thận là rơi túi nha. Chỗ này nhiều trai rồi. Bốn con rồi. Để đúng vào đây. Nhiều lắm, nhưng mà nó không được to thôi. Ừ. Có bọn thì nó ấy, nó bé. Đây. Điểm đấy này. Đây. Chúng nào nhiều bùn ấy là có đấy, nhiều đấy. Đúng rồi, nó cắm bùn là nó có đấy anh ạ. Nó cứ ở chỗ bùn. Chai này nó ở bùn mà. À đây. Úi. Ôi. Đúng là một nắm à? Không. Em à, từ trước. Đây. Ôi. À. Xem có được mũ không? Con này sâu hơi khó bắt đấy. Sâu à? Sâu. Lặn. Khát nước quá nó lặn nó hay bị nó kiểu khát nước ấy, nó chọc cái mũi, Thế này lại được bữa ngon rồi. Ê mọi người. Mỗi lần nặn là được ít nhất là hai con này. Nó cho vào đây. Nó từng nó cứ ở cặp một cặp nó cứ như này mọi người. À, nó cứ nằm yên như này. Hướng sờ cứ thấy sần là thấy nó rồi. Hiểu rồi. Ôi. Ôi chà. Ôi chà. Hát chú ơi. Ôi cứ đi cặp một thế à? Không phải cặp đâu mà nó nhiều lắm, kiểu nhiều đá bớt thôi. Lấy hơi đã. À. Mình không đủ hơi. Từ đã. Đấy mọi người ạ. Thật sự là bắt trai này rất là thích. Mình chỉ cần đi trên bờ mình dẫm vào thì nó sẽ trồi. Nó cắm cái miếng này xuống dẫm là thấy luôn. Như anh cũng bắt được. Anh cũng dẫm phải đấy. Anh cũng có. Anh ai sâu đấy. Sâu vậy. Không mò được. Anh không hụt. Đây chỗ này. Đoạn đấy, ai ra chỗ anh mò nhá. Đấy để ra thì cất cho trai đã. À ở đây anh thì anh ra đây. Anh ra anh cất rồi xong rồi. Chân anh nhá. Ừ. Đây. Đâu. Đây. Giờ đây chân anh đây, chân dẫn đấy. Thôi Cảnh đâu. Cho vào đây không. Cho vào đây. Đây mọi người, trẻ trai cứ như thế này đấy. Thấy không? Đấy. Ui à. Này ui quá. To lắm đâu. Mau thử xem. Từ
Sấp một, đôi một, đôi một. Không thấy gì không? Thấy gì đấy? Như đánh không? Mò cả đá. Cứ tưởng chạy chạy. To thế. Ô thì nhiều đấy, chỗ này chỗ chứng tỏ chỗ này nhiều. Ôi đây 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 con to này công ơi, chân 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 anh, chân anh. Đâu 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 đâu. Chân anh. Đây. Đây. Ờ. Đây. Đây. Chân anh dám lên đây. Từ 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 em, công công công. Cho vào đây. Cầm. Con này to lắm này. Từ từ từ. Đây 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 đây. Nào nào, cho vào đây cảnh. Chân anh này, chân anh dám lên này. Úp đi, úp đi, úp đi. Ủa nghe thú rất nặng nặng đấy. Nghe nặng nặng chưa? Úi ôi. Chịu này. Đấy rồi, đây có. Sao lại vứt bỏ đấy? Đây có rồi. Hả? Là có. Điện thoại ai đấy? Ai ở trên đó? Đấy, cảnh. Được đúng một con. Ai gọi gì à? Nào nào, cho vào đây. Ừ, bắt được nhiều chưa? Bắt được nhiều chưa? Được đúng một con. Lúc nữa. Đây. Bắt chưa? Đủ bữa chưa? Đấy. Bắt thêm lúc. Gần đủ bữa rồi. Chưa, vẫn ít. Vẫn ít à? Bắt thêm ít. Bắt thêm à? Nào nào, cho vào đây. Bắt thêm lúc nữa để xem được. Ôi anh nhớ sợ anh Dương ở nhà anh gọi gì chẳng hạn. Ừ nào đi đấy. Thôi kệ cứ bắt thêm ít nữa đi. Bắt đi. Cứ dẫm chân là thấy mà. Ồ chỗ này nồng. Cứ dẫm chân thấy đi hụp. Nhớ để ý kỹ nhá, khả năng ở đây em nghĩ không có chay to. Từ nãy toàn lên cục đá. Toàn lên đá rồi không có chay to đâu. Sao ấy thế nhỉ? Sao mà nó chay đợt này bé thế nhỉ? Nhớ nhỡ nhỉ? Đấy rồi. Hai con. Đây này, ừ, con này to này. Hả? Ta nghe trọng trọng hơn đấy mà. To hơn này. Sợ chú cháu anh em mình đi đạp nó lủi hết rồi. Sợ một là mình đạp nó chui xuống vết chân rồi. Vẫn còn. Ui giời, bắt rồi một vẫn còn. Hình như con này to thật. Hả? Hình như con này to thật. To thật đấy. Con này to thật. Đúng rồi. To. To thật mà. Ừ. To hơn. À, nó vẫn thế. Ôi ơi. Ủa. Ô. Một ổ rồi. Ôi, con Phương cũng to đấy này. Con Phương cũng to mà. Nào cho vào đây. Đây được hai ba con. Một ổ. Thế nhưng mà ra. Nhưng mà anh em ra cho xem nào, xem này. Hai lần hụp được 4 con trai trai là to chưa? Anh em ra đây xem này đủ ăn rồi thôi. Đừng nhiều chưa? Đi ra đây xem nào đủ ăn rồi thì thôi. Đây. Nào chú tư con của anh Cảnh. Ôi chưa. Ít quá. Cũng nhiều phết rồi đấy. Thế này được rồi. Mò thêm ít nữa, mò thêm ít nữa. Nó thêm ít nữa. Mấy con này đây này. Nó hơi nhỏ nên mình thế thôi. Nó nhỏ thôi. Đâu? Xem nào. Đấy này, thế này được rồi. Phết rồi đấy. Rồi. Nhìn nào. Nó nhỏ. Cũng ná ná đấy. Được rồi, thế này thôi. Thế này thôi. Không thêm tí nữa. Để xem nào, bởi vì nó vẫn còn mà. Nó nhiều mà. Nó nhỏ quá. Đây đang nhiều. Nó nhỏ quá. Được, cứ mò thêm tí nữa cho nó bò. Được, thế nào hay tí. Làm sao đủ ăn nữa. Trời. Được thế nào hay tí. Mấy cân rồi đấy. Ở đây nó đang nhiều. 4-5 cân rồi đấy. Tôi sẽ mò thêm tí nữa thôi. Cũng thoải mái rồi, thật ra đủ thì đủ ăn. Này, chỗ này nhiều lắm. Làm để mình bắt được một lượt thôi, lần sau đỡ phải đi bắt lại. Lần sau để cho nó to to tí. Ui giời. Hả? Ôi giời. Gì? Hình như dính một ổ thật rồi. Đây công ơi, đây. Vung vung. Một ổ luôn. Ở đây. Hai anh em cùng ngụp. Đi cầm. Đây. Còn không? Chú ý còn không? Đi. Hả? Ổ sao bắt được có 2 con đây? 4 con mẹ. À 4 con. Nhớ hơi bé. Nhỏ. Nó nhỏ. Cầm bé cả. À chút cái này. Ôi, chỗ nông nông này, có chỗ này nông nông này. Không chỗ nào cũng có. Cần mũi. Hụp xem có chim mũ cối không nhá. Ôi, nổi rồi. Nổi rồi. Ôi, chim rồi, chim mũ cối rồi. Mũ cối đâu? Mũ đâu? Mũ ấy à. Ôi, trời. To chưa? Ui, con này cũng to, con này cũng trọng. Một phát được 4 con. Nhiều phết đấy.
bắn rút đoạn này thôi. Xem đúng rồi, bao nhiêu bắn rút. Thôi thôi. Ô, mọi người ạ. Đây, thành quả của anh em bọn con đi mò đây. Chai chai đây. Đây. Tuy không được to nhưng mà cũng là thế này là cũng khá là nhiều và cũng đủ ăn rồi mọi người ạ. Thì bây giờ anh em bọn con sẽ di chuyển đến chỗ nghỉ chân thôi. Chai chai là để xem chế biến luôn béo. Và cũng mặc thay quần áo các thứ phòng cảm mọi người ạ. Mọi người xem video thì nhớ ủng hộ anh em con bằng cách like chia sẻ video mọi người nhá. Con chào mọi người ạ. Chào mọi người. Chào mọi người. Cũng đủ ăn luôn.